nhìn kỹ mà xem anh lo y này đang làm cái gì vậy? Đến siêu thị mà vẫn còn muốn ăn miễn phí. Bạn nghĩ rằng anh ta sẽ mua một chiếc bàn chải đánh răng sao? No no, anh ta lại bỏ mấy bàn chải đánh răng vào túi của người phụ nữ. Bạn nghĩ rằng anh ta sẽ mua một món đồ chơi? No no, anh ta lại giấu đồ vào trong nôi. Bạn nghĩ rằng anh ta sẽ mua giày trẻ em? No, anh ta lại giấu đôi giày vào trong túi của người đàn ông đeo kính râm. Không những thế, anh ta còn tranh thủ lúc nhân viên bận rộn mà cắm chiếc châm lên đầu cô. Lượn đi lượn lại siêu thị cả nửa ngày nhưng chỉ mua một thanh kẹo cao su. Đến khi những khách hàng khác đã thanh toán rồi rời khỏi, chuông báo đột ngột vang lên. Tương tự khi cô nhân viên rời đi cũng như vậy, chỉ đành gọi điện thoại thông báo quản lý. Có thể là vì chuông báo động bị trục trặc, vì để tránh hỗn loạn, nhân viên bảo mọi người thanh toán xong rồi thì rời đi. Người đàn ông thanh toán xong tiền hộp kẹo cao su liền rời đi. Lúc rời đi, tất cả chuông báo động đều vang lên. Nhân viên bán hàng cho rằng đó là lỗi máy. Anh ta cứ như vậy thần không biết quỷ không hay, cả người giấu đầy đồ ăn rời khỏi siêu thị. Các bạn đã học được chiêu này rồi chứ? Người đàn ông không bao giờ thanh toán tiền cơm. Hãy cùng xem thao tác của anh ta nhé. Nhân lúc nhân viên phục vụ không chú ý, anh ta đổi cốc rỗng lấy cốc cà phê rồi uống hết, sau đó tiện tay cũng luôn một ổ bánh mì. Ăn xong vẫn thấy nhạt mồm nhạt miệng, lại tiện tay chấm ít cà phê của người khác. Tình cờ lại có một đồng xu trên bàn nhặt lên ném cho ông chủ, coi nó như là trả tiền ăn. Có má nào dám làm thử như thế này không? Một cô em nóng bỏng bước đến khiến người đàn ông nhìn lóa cả mắt. Đang định đuổi theo thì vô tình đụng phải người bên cạnh. Đầu thuốc lá vừa hay rơi vào trong quần anh ta. Không may túi đồ ăn của cô em bị rách. Cô cúi người nhấc mông lên. Anh ta nhìn đến quên cả đau. Nhìn nửa ngày trời mới nhận ra mẩu thuốc vẫn còn trong quần. Anh ta chỉ đành thò tay vào dập lửa giữa ban ngày ban mặt. Nhìn cái hành động chết cười này, cuối cùng là đổ bia vào vấn đề mới được giải quyết. Có điều quần ướt vắt ra được cả bia. Người đàn ông đi ngang qua tiệm đồng hồ bà chủ vừa nhìn đã nhận ra anh ta. Lần trước mua đồng hồ của bà mà không chịu trả tiền. Sau đó bà chỉ nhận được một tờ giấy báo tử, nói rằng anh ta đã qua đời. Ông chủ cũng nhận ra anh. Người đàn ông giả chết vì nợ nần lập tức bỏ chạy. Ông chủ lập tức đuổi theo. Ấy, người đi đâu mất rồi? Hóa ra anh ta đã trèo lên ban công nhà người ta trốn. Tình cờ là cô chủ nhà mặc váy đi ra tưới hoa. Người đàn ông vừa hay ngắm trọn cảnh đẹp. Bận tới bận lui cả nửa ngày, anh ta lại muốn đọc báo, liền cúi xuống cũng ngay một tờ báo của cửa tiệm tạp hóa. Trùng hợp là ông hàng xóm tình cờ đi ngang qua đây. Anh ta giả vờ như đang đi vệ sinh, vừa đi vừa đọc báo. Anh ta không chỉ ăn cơm không mất phí, mà thuê nhà cũng không cần trả tiền. Làm sao anh ta có thể làm được như vậy? Để tránh phải trả tiền thuê nhà, trong cuộc họp anh ngang nhiên làm loạn khiến ông chủ tức điên mà cũng chẳng làm được gì. Chủ nhà dẫn khách đến xem nhà, anh ta lại cố tình phá hoại, nói xấu đủ điều về căn nhà này, thành công khiến khách thuê chạy mất dép. Để tránh phải trả tiền thuê nhà, mỗi lần đi qua cửa trước anh đều sẽ cúi người và lẻn đi. Kéo dài được ngày nào thì hay ngày ấy. Người đàn ông khôn ngoan như lo y cuối cùng vẫn lọt vào tay của bà lão này. Trong một bữa tiệc, một người bạn nói với anh có một cô em đang ngồi ở ghế phía sau. Chỉ cần làm quen được cô ta thì bữa nay sẽ miễn phí. Gặp được chuyện tốt như vậy anh ta cũng muốn thử xem. Thật không may cô gái đã bị hai người đàn ông gọi đi. Có một bà lão đã đến ngồi trên ghế. Lo y bước tới nháy mắt với bà. Bà lão đi đến một nơi vắng vẻ ngắm cảnh, nghĩ thầm cơ hội đã tới. Vì vậy anh vội vàng kéo rèm lại rồi hành động, thực hiện một hành động không thể diễn tả được. Đến khi bà lão hét lớn, Lo y mới bỏ chạy. Người qua đường hỏi bà đã xảy ra chuyện gì. Bà lão nói có một người đàn ông xông vào không nói gì đã nhào tới. Lo y xuống tầng hầm thu dọn hàng hóa, vô tình cầm được một máy cơ điện. Vừa hay bà lão kia đi đến lấy xe bị dọa sợ hết hồn. Cưa máy đột nhiên khởi động, Lo y không thể kiểm soát được nó. Bà dì sợ hãi bỏ chạy mất dép. Bà vội vàng chạy đến báo cảnh sát và một giáo sư tâm lý học tội phạm. In ảnh của anh ta ra để tiến hành điều tra. Trong thành phố đang xảy ra một vụ giết người hàng loạt. Hung thủ là một tên biến thái, mãi cho đến nay vẫn chưa bắt được hắn ta. Giáo sư nghi ngờ hung thủ chính là Lo y, còn cho phát đoạn camera Lo y nhìn trộm phụ nữ. Thấy người đẹp là không kiềm chế nổi bản thân, dùng tay dập lửa không được còn phải dùng bia lạnh để xử lý. Một loạt các hành động biến thái liên tiếp xuất hiện. Tất cả nữ cảnh sát đều cảm thấy kinh tởm, tất cả đều rời khỏi phòng. Chỉ có Jessica vì đầu óc để trên mây không tập trung nghe vụ án, nên đã lơ mơ tiếp nhận nhiệm vụ nằm vùng. Jessica đi theo Lo y suốt chặng đường. Hôm đó anh đang vận chuyển mấy con ma nơ canh. Nói thì các bạn có thể không tin, nhưng quần áo của Lo y bị mắc vào khe nứt của con ma nơ canh. Anh vốn chỉ định kéo nó ra, nhưng lúc nhìn vào lại thành hành động vô nhân đạo thế này, khó tránh khiến người khác phải suy nghĩ nhiều. Jessica đã sợ hãi bỏ đi. Đây rõ ràng là một tên biến thái điên cuồng, nhưng cô vẫn phải giả làm khách thuê nhà. Cô muốn thuê căn nhà nơi Lo y đang sống. Sau khi Jessica rời đi, Lo y lao qua giàn giáo ở cửa sau, nhanh chóng tiếp đất và chạy đi theo cô, gọi Jessica đến thương lượng. Miễn là Jessica trả một ít tiền mặt, anh sẽ lập tức giao nhà cho cô, nhưng nhất định phải đến vào lúc 3 giờ sáng và không được đi cửa chính. Jessica mặc một chiếc váy bó và mỏng đến căn hộ như đã hẹn. Lo y chào đón Jessica một cách nồng nhiệt, sau đó bảo cô trèo lên giàn giáo. Tay của Jessica đã được đặt trong túi. Nếu Lo y thực sự là một tên biến thái thì cô sẽ bắn ngay lập tức. Quả nhiên cao thủ không bằng tranh thủ. Lúc đi qua người Jessica, anh ta còn tiện thể dựa sát vào người cô, lại cộng thêm sự trợ giúp của chiếc móc sắt, anh đã thành công lấn lướt lên người cô. Anh mừng thầm trong lòng, sau đó lại giả vờ ngã, tiếp tục ăn hương ăn hoa. Lúc lên lầu lại giả vờ trượt chân để ngắm trọn phong cảnh phía dưới. Anh quả là một thiên tài, vì để chứng minh Lo y không phải là kẻ biến thái, Jessica đã làm như thế này trước mặt Lo y, như này rồi lại như thế này.
thử hỏi xem có người đàn ông bình thường nào chịu nổi mấy thử nghiệm như vậy. Lo Y nhanh chóng đọc mấy bài ca dao để chuyển sự chú ý của mình. Nào ngờ bước đến cửa, Jessica lại nhờ anh đỡ mình xuống. Như vậy thì ai chịu nổi? Không những vậy, cô còn thay quần áo trước mặt anh. Lo Y chỉ có thể đập đầu vào tường để lấy lại bình tĩnh. Nhưng vào đến phòng, Jessica lại lục tung gầm giường. Anh chỉ có thể chạy ra phòng khách, rồi lẩm bẩm lý luận kinh tế, nhẩm lại bảng cửu chương để dập tắt ngọn lửa trong lòng. Jessica mang tất cả các bản ghi âm của mình đưa cho giáo sư tâm lý. Tất cả đều chứng tỏ Lo Y không phải là biến thái. Nhưng giáo sư nghĩ, đó là bởi vì sự cám dỗ của Jessica không đủ lớn. Ông giáo sư quyết định đích thân đưa vợ mình ra trận, kiểm tra Lo Y một cách toàn diện. Lo Y lúc này đang cắt thịt, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của vợ giáo sư, liền vội vàng cầm dao ra mở cửa. Đáng tiếc là anh lại vấp phải cửa, cả người bị nhào về phía trước, khiến vợ giáo sư sợ mềm nhũn cả người. Không dừng lại ở đó, Lo Y sửa xong nguồn điện, anh thuận tay nhét đèn pin vào trong quần. Sau đó cầm dao đến hỏi thăm vợ của giáo sư. Đối phương thấy tình hình không ổn, thở cũng không dám thở, chỉ có thể lén bỏ chạy. Nào ngờ bà vừa mới thò đầu ra, cửa sổ đột nhiên bị kéo xuống, bà bị kẹt cổ ở ngoài. Lo Y chỉ có thể chạy tới cứu người. Chỉ là hành động hoảng loạn này đã khiến người khác hiểu lầm. Giáo sư và Jessica đuổi đến hiện trường mới hóa giải được nguy cơ. Vợ của giáo sư vô cùng kinh hãi, bà nhận định Lo Y chính là một kẻ biến thái cuồng loạn. Bà thay một bộ đồ rồi chuồn ra ngoài. Lo Y phát hiện liền đuổi theo bà. Trong lúc hoảng loạn, bà đã bị trượt chân ngã xuống cầu thang. Lo Y bước tới để giúp đỡ, nào ngờ lại gây ra hiểu lầm lớn. Jessica đã nhiều lần nói với giáo sư Lo Y không phải là một tên biến thái, nhưng giáo sư vẫn kiên quyết. Ông để Jessica thử nghiệm lần cuối. Cô liền đổi sang trang phục cô bé quàng khăn đỏ, nói là muốn rời khỏi Lo Y, đến nhà bà ngoại ở trong rừng. Vốn tưởng rằng anh sẽ làm ra hành động bất ngờ nào nữa, không ngờ anh lại là một người lương thiện, hoàn toàn không có suy nghĩ đen tối nào với Jessica. Jessica quay trở lại văn phòng và nói với giáo sư và cảnh sát, Lo Y thực sự không có vấn đề gì cả. Tên biến thái sát hại vô số phụ nữ kia chắc chắn là một người khác. Ngay lúc này, cảnh sát nhận được điện thoại tên biến thái lại bắt đầu gây án. Đây đã là nạn nhân thứ 20. Cảnh sát thông báo với truyền thông báo chí đến chung cư của Lo Y, nhất định phải ép được Lo Y ra ngoài trả sát cả trăm lần. Còn Lo Y lúc này vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn ngây ngốc đứng trong đám người. Người qua đường nhận ra Lo Y, đột nhiên tất cả sợ hãi để giải tán. Sau đó lại điên cuồng đuổi theo Lo Y. Lo Y đang trốn trong góc, đám đông đột ngột dừng lại, anh ta ẩn mình một cách khéo léo. Sau khi mọi người quay đầu lại, anh ta lại lừa mọi người nhìn theo hướng ngược lại, an toàn để trốn thoát chạy đến nhà gia sư của mình. Mà bên kia đã phát hiện một thứ đồ trên hiện trường vụ án. Đây chẳng phải là đồ của ông gia sư sao? Xem ra tên biến thái thực sự chính là tên gia sư. Lo Y bên này cũng nhìn thấy, tên gia sư cả người đầy mồ hôi như thể vừa làm chuyện xấu trở về nhà. Jessica báo cảnh sát, bắt tên gia sư chỉ trong một cú ngã. Giáo sư đam mê phân tích tâm lý tội phạm lập tức đuổi theo ông đang muốn nghiên cứu kỹ tên gia sư này. Jessica cảm thấy Lo Y mặc dù keo kiệt nhưng rất thật thà, cũng rất hài hước và hóm hình, là người đàn ông đáng để gửi gắm cả đời. Thế là hai người đang thể hiện tình cảm bên chiếc xe ô tô. Ông tài xế cần lấy lại xe, hai người chỉ có thể đi lạch bạch về nhà như những chú vịt con. Bộ phim đến đây là kết thúc. Là một người đàn ông chân chính, chúng ta phải có một tâm hồn lạc quan và một chiếc ví dày, hoặc ít nhất là một trong hai thứ đó. Hãy theo dõi mình để không bỏ lỡ những bộ phim hay nha.